Anh đòi quay tôi hả? Anh cũng đòi quay tôi hả? Anh được con rắn này hả? Được con rắn nữa các bạn. Rắn bự ghê luôn. Này chắc cũng được 7 lạng anh Đặng. Ừ. Các bạn. Hồi nãy anh trong kia anh lại mấy lồng. Nè các bạn, rắn nè. Cực cái này đó. Con này cũng vô lâu rồi chứ. Nó ăn cái con gì còn bự. Đâu hồi nãy nay cũng 4 5 bữa rồi, 4 bữa. Ừ. Người nó chạy hết. Nhà có miếng lưới dư rồi, điệp xèo nên làm luôn. Chứ mình nó bị gì ta? Con này như nó bị sảy á, chắc của ai đập nó sảy rồi nè. Nè, bị đập á. Có vết bị đập nữa các bạn. Con này nó sảy rồi nó lại vô bẫy. Trên chiếc. Nè, cái đuôi nè, đuôi đứt luôn. Đây câu được gì rồi? Đây em câu được mớ cá rô à. Ừ, cái hơn. Nó hung lắm rồi các bạn. Hồi này hung lắm. Không có đụng. Nghe không? Thử hồi biểu thả ra em biểu diễn màn vô rắn. Vô heo đe rắn. Con này bỏ ra sân trống vô vui lắm nè. Bự ghê chứ bộ nè. Không có giật. Mày sao mày cắn tao mày? Con này không có độc nha các bạn. Mình chơi đây. Chào mọi người coi. Ủa nó chào hay không? Nó hù cái. Nè nè. Rớp vô camera cái hết hồn nè. Đó. Vừa nha các bạn. Vừa câu cá, vừa ấy mà vừa có rắn nữa nè. Ngon. Cá chạch đâu rồi Hưng? Đổ ra cái rổ ơi. Con lên. Con này mang về chứ làm gì được ở đây? Vô sướng yên tâm. Con này được rồi, trọng rồi. Hai cái bẫy kia dính người ta mới lấy chứ. Mất tiêu cái bẫy các bạn, đặt 3 cái mà còn có 2 cái, còn có 1 cái một à. Mà con này hình như bị ai bắt rồi nè, cái đuôi nó cục nè. Ừ. Cái đuôi nó cục nữa các bạn. Mấy rắn này nó sổng hay lắm nha. Rắn này là có cái con nó lanh nó hay sổng nhất á. Nè, nó bị đập vô người rồi nó bị đứt đuôi nữa nè. Nghiệp ghê. Rồi mày sẽ vô nồi lẩu của anh Đằng thôi. Con này đặt rắn mối nha các bạn. Cá câu quá hay đi xuống. Bữa có clip câu rắn mối, lấy rắn mối đặt luôn. Dính. Nó hút chày mỏ hết trơn. Ê con gô kìa. Đâu? Cái gô nó chết rồi. Cái gô nó chắc bị lưới, bị lột gì đó. Hung ghê mày. Các bạn, hôm nay có món này nữa nè. Món chạch nướng muối ớt. Món này uống nu luôn. Để ừ. Anh đi săn có gì không anh? Ông săn được con gà đó. Vô nắng quá, để bán gì săn được gà. Trời, hôm nay có 3 người mà ông còn săn gà nữa. Chết tôi. Xíu. Nè các bạn, bây giờ mình làm nhớt rồi mình nướng nó nha. Đây, cá chạch với rắn luôn. Chạch uống nu à. Chạch mua chợ nha các bạn, không phải câu nha. Cá chạch câu nó nhỏ mà nó khác con này. Con này mập ghê. Con gì kêu hả? Nó kêu chứ ai kêu. Đây, cầm đồng quê. Này không có lúa, mình cắt mấy cái này mình chà nhớt mấy con cá chạch nha các bạn. Cá chạch nó nhớt. Cắt mấy này. Nè các bạn, vô đây đủ rồi. Giờ mình sẽ tiến hành chà nha. Cái cá này nhớt ghê lắm. Cái này chà nó sẽ ra nhớt của nó.
Ê, đừng có nhảy. Rồi cái này xong rồi nha các bạn. Giờ mình giục đi thôi. Rồi giờ mình tiến hành mổ nó nha. Làm sạch rồi mổ nó. Xong rồi mình nướng. Đây sau khi mình mổ xong nó như này nha các bạn. Thành quả mình mổ xong đây. Bây giờ mình sẽ ướp gia vị rồi nướng. Thằng em mình nó nhóm bếp xong rồi nè. Hương chơi lớn rồi. Khó khăn. Ủa ghê gì? Chơi hết. Này dễ cháy. Trời ơi tin được không? Rồi. Chết kìa vậy. Trời mối à, mối. Thôi cho nướng muối luôn anh. Chạy đi, mối ơi chạy đi. Trời kỳ em con người ta quăng vô lửa rồi chạy đi. Rồi giờ mình ướp cái đó hả? Để các bạn, nguyên liệu của anh em mình ngày hôm nay nè. Cá chạch, gà, dưa hấu, rau. Ê, một nhân vật không mời đây. Con này chắc đưa về nhà đi. Nhiều quá rồi. Bạn này cho qua một bên. Đá hôn người nha các bạn. Đấy, đá vào nha. Có anh nướng con tắp bi luôn. Đấy, nướng kìa. Ừ, nướng tắp bi luôn. À, quên giới thiệu với các bạn, hôm nay có món này nữa nè. Tắp bi nướng muối. Tắp bi của anh Đằng nha. Con này con ưng ấn nha các bạn. Không, con này không cần nướng muối đâu. Hấp xả. Ừ. Muối. Giờ mình tiến hành ướp cá nha các bạn. Cho muối vô. Đó. Trộn đều lên. Chắc tí ớt vô cho nó có màu sắc nha các bạn. Có thêm vị cay nữa. Ai mà không ăn được cay thì cắt ít thôi. Em mình nó còn cho thêm chanh nữa nè các bạn. Rồi em trộn lên rồi mình ướp đi. Để khoảng 15 phút. Rồi xong món cá nha các bạn. Giờ mình tới món gà nè. Đây. Giờ là mình chà sát cho đúng không? Đúng rồi. Mình chơi dân giả mà. Món này là món của Đằng ẩm thực nha. À, sợ muốn nhiều lắm luôn. Nhét vô miệng á. Nhét ớt cho con cua hồng luôn. Cái này là gà không lối thoát. Đúng rồi, gà không lối thoát. Có gì chơi cái đó nha các bạn. Lấy dây rừng cột. Rồi gà lên trước đi. Em lấy cái cây hai gác hai bên đó cho nó đỡ. Nướng vậy cháy chứ. Đây các bạn. Cái cây bây giờ mình kẹp cá vô nha. Đầu tiên mình cho con nhỏ vô trước nha các bạn. Trong cái xếp nó lớn từ từ. Rồi tới cái khúc cuối này mình lại cho con nhỏ vô. Tại để mấy con ở giữa nó phải bự nó giữ được.
lấy dây mình cột lại nha. Bây giờ mình cố định cá lại nha. Hay bị ghê á. Có bằng cấp sáng chế không rồi? Này phải cấp bằng thôi. Các bạn, sâu cá của chúng ta sắp hoàn thành này nè. Đó. Quá dữ. Cây rừng, dây rừng, người rừng luôn nè. Okay. Rồi bây giờ mình tiến hành nướng nha các bạn. Đây, có sẵn cây gác rồi. Đầu tiên mình gác xa lửa xíu cho nó khô cá đi. Cái mình dời vô từ từ nha các bạn. Mình để ngoài đây cho nó khô đi. Chưa đưa vô lửa rồi. Ôi em nướng con gà nó cháy rồi. Anh kêu em lấy cái cây chống lên. Thôi mình nướng ngoài đây đi. Bỏ xa lửa ra. Đây các bạn. Mình giờ nó gần lại lửa nha các bạn. Sợ đâu đi, sợ đâu. Cái này là lòng gà nha các bạn. Lòng gà. Lòng gà. Lòng gà thì nó lòng gà. Ừ thì lòng gà đó. Thì đâu? Hồi nãy mà con rắn kia mà làm là nó cũng giống vậy luôn nè. Quấn vậy. Đây món cá xong rồi nha các bạn. Dần ươm à. Hơi cháy xíu. Đây khẩu chuẩn bị xong rồi nha các bạn. Rồi anh bê gà lên nha. Ok. Những việc chính của chúng ta đây. Các bạn. Thử cái gì này đây. Nó hơi cháy tại nướng muối ớt á. Nó cháy xíu. Đây mình cắt ra cho các bạn xem nè. Đó thấy chưa. Con gà nhìn như con gà vậy. Hôm nay chỉ có 3 người thôi nha các bạn. 3 người là như đây thôi. Nóng hơn. Kéo kéo lên hơn. Ở trong chín luôn nha các bạn. Nè, đó, hấp dẫn không? Này cắn một cái hơi nghe. Chín hết luôn. Chín hết luôn á. Chín hết chấm nè. Cá của mình nè. Cái gì nữa? Cá chạch anh. Cá chạch. Cá chạch này em mới câu chợ cho nó. Các bạn, hấp dẫn không? Sao nó
dưa hấu nữa các bạn, mỗi người một trái nha. Mở như này phải đẹp không? Đẹp ghê ta. Đây. Đây các bạn. Nghe tiếng kêu của nó chưa? Anh đằng tay không bẻ dưa hấu luôn ta, ghê thiệt. Này bẻ giúp anh Tâm luôn nha, coi nè. Đây các bạn. Quá nghe đẹp chưa? Ha. Các bạn có nghe tiếng của nó chưa? Hương chắc chắc canh như hương. Dưa hấu nhỏ này không phải rẻ đâu nha các bạn, nó mắc hơn dưa hấu bự đó. Còn trái bự mà anh em mình đâu ăn đâu. Trái nhỏ này ngọt lắm nha các bạn, vỏ nó mỏng mà nó ngọt. Nó chanh như vậy chưa rồi. Ngon quá, ngon quá. Em mời anh em đổ nước đã chứ, lấy nước đi. Đổ nước lên đây chứ. Yên tâm đi, nãy anh chạy chế độ giảm sốc rồi. Ô, mùi gì thì vui vậy. Nay mà anh em mình uống rượu vang nha các bạn. Bia Đức. Bia Đức. Anh đang review cá nè các bạn. Mình thử một con cá nha. Hai cá nè bạn, chấm mì miếng muối coi. Ôi. Cái mặt cưng dễ sợ không? Trời ơi. Lần đầu tiên ăn cá này ngon không? Cá gì? Cá chạch. À cá chạch. Nó dài dài. Ủa, đúng không? Cá chạch chứ không phải là cá chạch đâu. Cá chạch. Sửa lại liền. Ngon quá bạn. Nó dai dai ngọt ngọt đã lắm. Còn món gà nữa nè các bạn. Ngon quá trời luôn rồi. Anh đang quốc miếng ức gà đi. Ức gà chứ. Có miếng muối không? Chết chết. Gà lầm chín nó ngon gì đâu á. Gà đồng chinh nha các bạn. Theo anh Đằng đi mua gà thì anh bảo là gà đồng chinh. Hồi nãy mua có quay phim lại. Để chủ ruộng nghe nói là gà đâu mày ăn, sợ nó mình gà ăn trộm. Để có quay lại. Đúng rồi.